Xin chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Jerome. Những cặp thầy trò đặc biệt trong giới bóng đá. Với nhiều cầu thủ bóng đá, họ có thể trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới hay không? Phần lớn phụ thuộc vào các tài dẫn dắt của huấn luyện viên. Đó có thể là những trường hợp tỏa sáng của Henry, Cristiano Ronaldo hay Jorginho, hay như Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng Mr. Jerome khám phá nhé! Những cặp thầy trò đặc biệt trong giới bóng đá. Với nhiều cầu thủ bóng đá, họ có thể trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới hay không, phần lớn phụ thuộc vào tài dẫn dắt của các huấn luyện viên. Đó có thể là những trường hợp tỏa sáng của Thierry Henry, Cristiano Ronaldo hay Jorginho. Đầu tiên là cặp thầy trò David Moyes và Marouane Fellaini. Khi còn dẫn dắt Everton, David Moyes chính là người đã quyết định chiêu mộ Fellaini từ Standard League vào tháng 9 năm 2008. Dưới sự dẫn dắt của Moyes, Fellaini trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu ngoại hạng Anh. Vào mùa hè năm 2013, khi Moyes được bổ nhiệm cầm quân ở MU, ông cũng cố gắng đưa Fellaini về với sân của Old Trafford ở thời điểm cuối của kỳ chuyển nhượng. Đáng tiếc là cuộc hội ngộ giữa hai thầy trò ở Old Trafford không kéo dài được bao lâu. Moyes sau đó bị sa thải trước khi mùa giải năm 2013-2014 khép lại. Còn Fellaini mãi tới bây giờ vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao như thời còn ở Everton. Thứ hai là Park Hang-seo và Đặng Văn Lâm. Thủ môn Đặng Văn Lâm từng bị loại bất ngờ trước thềm của Ajax 2018. Nhưng trước khi bị loại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhấn mạnh anh sẽ được trao cơ hội ở AFF Suzuki Cup năm 2018. Và thầy Park đã giữ đúng lời hứa. Văn Lâm đang là chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam khi giữ sạch lưới hai trận đầu tiên. Thứ ba là Maurizio Sarri và Jorginho. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Maurizio Sarri đã mang tới sự tươi mới cho Chelsea so với thời còn được dẫn dắt bởi Antonio Conte. Đội hình 4-3-3 với phong cách chơi Saribo nổi tiếng đang giúp Chelsea thi đấu ổn định ở ngoại hạng Anh và Europa League. Chelsea bây giờ là câu lạc bộ duy nhất còn lại ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chưa nếm mùi thất bại. Và trái tim trong lối chơi của Chelsea chính là Jorginho, cậu học trò từng gắn bó với Sarri ở Napoli và bây giờ chính là ở Chelsea. Khi mới được bổ nhiệm, Sarri lập tức đề xuất ban lãnh đạo Chelsea mua ngay Jorginho và tuyển thủ Italia không ngần ngại thu xếp hành trang tới thủ đô London. Bất chấp sự trèo kéo từ các nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh như Man City, với sự gắn kết mật thiết của hai thầy trò, có lẽ Sarri đi đâu, Jorginho cũng sẵn lòng theo ông tới chân trời cuối bể. Tiếp theo là Pep Guardiola và Thiago Alcantara. Lúc còn gắn bó với Barca, Thiago gần như không có cơ hội cạnh tranh với Andres Iniesta, Sergio Busquets và Cesc Fabregas. Sau khi Pep Guardiola chuyển tới Bayern Munich và ngỏ ý muốn Thiago, anh đã lập tức nhận lời. Khi đó thì thông điệp mà Pep gửi đến ban lãnh đạo là hoặc là Thiago, hoặc là không ai cả. Bản thân của Thiago cũng rất xúc động khi biết điều đó. Niềm tin ấy thật sự là động lực giúp tôi tiến bộ hàng ngày. Tôi nợ ông ấy rất nhiều và tôi thật sự thích làm việc cùng Pep ở đây. Cặp thầy trò tiếp theo là Harry Redknapp và Giovanni Defoe. Tiền đạo Defoe đã trải qua nhiều câu lạc bộ trong sự nghiệp và Tottenham là đội bóng hiếm hoi anh gắn bó 3 lần. Từ năm 2004 đến năm 2008, 2009 đến 2014 và 2014 được mượn từ Toronto FC. Cuộc đời cầu thủ của Defoe cũng gắn bó với nhiều huấn luyện viên nổi tiếng, nhưng đặc biệt nhất là Harry Redknapp. Chính Redknapp đã phát hiện và trao anh cơ hội ra mắt đội West Ham vào năm 1999. Sau đó, ông chiêu mộ anh cho Portsmouth vào năm 2008. Tiếp đấy thì Redknapp cũng mang Defoe về với Tottenham khi ông được bổ nhiệm vào năm 2009. Tiếp theo là Rafa Benitez và Fernando Torres. Rafa Benitez đã mang Torres về với Liverpool vào mùa hè năm 2007 và nhanh chóng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất câu lạc bộ. Torres đã ghi tổng cộng 72 bàn trong 3 năm làm việc dưới thời của Benitez. Nhưng đáng tiếc sau đó huấn luyện viên này bị Liverpool sa thải, còn Torres thì chuyển tới Chelsea. Ở giai đoạn mùa giải năm 2012-2013, hai thầy trò bất ngờ tái ngộ ở Chelsea khi Benitez được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Đó cũng là mùa giải bùng nổ nhất của Torres ở Chelsea với 22 bàn trên mọi đấu trường và góp công giúp đội nhà vô địch Europa League. Tiếp đến là cặp thầy trò Sir Alex Ferguson và Cristiano Ronaldo. Siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus không dưới một lần tiết lộ, anh trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới như hiện nay là nhờ trước đây được dìu dắt bởi ông thầy cũ Alex Ferguson ở Man United. Trong những năm đầu khởi nghiệp, tất nhiên tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự Alex. Hồi mới chuyển từ Sporting Lisbon sang MU, tôi vẫn mang tư tưởng đặc trưng của người Bồ Đào Nha. Tôi xử lý khá rườm rà và hay đưa ra những quyết định không hợp lý.
Nhận thấy điều này, Sir Alex đã dạy tôi cách giải quyết vấn đề. Ở ngoài hạng Anh, các cầu thủ chơi bóng rất nhiệt và họ không dễ dàng chịu ngã xuống sân. Như đã nói nhiều lần trước đây, Sir Alex đã dạy tôi mọi thứ. Ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi. Ở MU thì tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thầy đáng kính này. Kế đến là vị huấn luyện viên Jose Mourinho cùng với các học trò là John Terry, Michael Essien, Matteo Materazzi. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Jose Mourinho, có rất nhiều cầu thủ sẵn sàng đổ máu vì ông. Nhưng vị thuyền trưởng của MU lại chẳng hề nhắc đến cậu học trò cũ là Cristiano Ronaldo. Phần lớn các ngôi sao mà Mourinho đưa ra đều liên quan tới hai đội bóng cũ là FC Porto và Chelsea. Đó là câu hỏi mà tôi đã từ chối trả lời và vẫn sẽ từ chối trả lời trong tương lai. Có quá nhiều cầu thủ từng sẵn sàng thi đấu đến chết vì tôi. Làm sao mà tôi có thể chọn một trong những Vitor Baia, Peter Cech hay Julio Kesa? Làm sao tôi có thể chọn một trong những cầu thủ như Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Marco Materazzi, Lucio, Walter Samuel, John Terry, Michael Essien, Costinha, Manichur, Sabi, v.v. Với Mourinho, khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là khi trung vệ Marco Materazzi đứng ôm ông thầy người bồ khóc thút thít trong ngày người đặc biệt rời Giuseppe Meazza để chuyển tới Real Madrid. Và cặp thầy trò cuối cùng là Arsene Wenger và Thierry Henry. Mối quan hệ giữa Wenger và Henry luôn được duy trì sau hơn một thập kỷ họ làm việc cùng nhau ở Monaco và Arsenal. Khi Henry rời Arsenal vào mùa hè năm 2007, cựu tiền đạo người Pháp vẫn có đôi lần về thăm Wenger. Thậm chí là anh còn từng trở lại thi đấu cho Arsenal theo dạng cho mượn từ New York Red Bull. Dưới sự dẫn dắt của Wenger, Henry đã trở thành một trong những huyền thoại của Arsenal và ngoài hạng Anh.